Người ta nói tình yêu không phân biệt tính cách, địa vị và tuổi tác. Điều đó liệu có đúng? Nếu một người đàn ông yêu một cô gái ít tuổi hơn mình, thì đó là chuyện bình thường, bởi anh ta sẽ là chỗ dựa cho người thương mỗi khi gặp phải sóng gió. Nhưng có những nam nhân lại có gu thích phụ nữ lớn tuổi, để khi tỏ tình được nói câu chị ơi anh yêu em. Những người đàn ông này quả thực là dũng cảm. Các bạn thử tưởng tượng xem, để lái được máy bay không phải đơn giản, phải học rất nhiều thứ, áp lực có nhưng thuận lợi cũng có. Nhiều chị em từng trải hơn, có thể chỉ dạy và giúp các anh chàng mới vào đời nhiều thứ. Trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, chuyện phi công trẻ lái máy bay bà già không phải là hiếm. Nhưng liệu rằng chuyện tình của họ kết thúc có hậu hay không, thì phải xem tài lái máy bay của mấy anh thanh niên. Vậy thì những anh thanh niên nào may mắn được lái máy bay trong chuyện của cụ Kim? Mọi người cùng xem video này để biết thêm nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Thực ra chuyện giữa Đồng Lão và Vô Nhai Tử đáng lẽ không nên xét vào cặp đôi chị em, bởi vô lẽ trưởng môn nhân đời thứ hai của Tiêu Dao phái nào có yêu sư tỷ của mình. Nhưng thôi, tình đơn phương cũng xin mạn phép nói là tình. Cơ bản chỉ vì Đồng Lão luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công bị tam muội của mình chọc ngoáy, thành ra tàu hỏa nhập ma, cơ thể mãi như đứa trẻ 8-9 tuổi thì có cho tiền Vô Nhai Tử cũng không thèm lái máy bay. Người ta nói phi công trẻ lái máy bay bà già, đằng này nếu có lái lại thành lái con nít, có khi cán bộ xã người ấy bắt được, lại quy cho tội ấu dâm bắt Vô Nhai Tử đi tù chục năm cũng nên. Chỉ khổ cho Đồng Lão, cả đời tương tư một bóng hình, quyết sống chết tranh giành với Lý Thu Thủy. Nếu xét về tuổi tác, Lâm Bình Chi vốn hơn Nhạc Linh San, nhưng chàng ta gia nhập Thái Hoa Sơn sau mà phải gọi tiểu nữ của Nhạc Bất Quần một câu sư tỷ. Tình cảm của cặp đôi chị em này bắt lửa cực nhanh, lý do là bởi việc Quần Thiến bắt sung nát cách ly cả tháng trời vì vu cho chàng ta nhiễm virus mang tên ma giáo. Khi mà Lâm tiểu đệ đã dính lưới tình của San tỷ, thì một đám cưới hoành tá chàng diễn ra là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Chẳng ngờ gần ngay đám cưới, thanh niên họ Lâm vớ được cuốn Tịnh Tà Kiếm Phổ do nhà phụ tương lai bỏ đi. Lâm Bình Chi tuổi trẻ bồng bột, không hoãn được sự sung sướng như cụ tổ Lâm Viễn Đồ của mình, đáng lẽ nhịn một tí, cứ khai quốc ra thằng nối dõi tông đường, rồi thích phèn tích cắt thế nào cũng được. Đằng này nôn nóng tu luyện, để mà người vợ đến động phòng chờ chồng trong nước mắt, cuối cùng trở thành sang pha nhớt, đi cặp kè với đám Tà Lãnh Thiền và Lao Đức Nặc, thật là nhỏ nhem thay. Tô Thuyên là vợ cả của Vi Tiểu Bảo. Trong 7 bà vợ, nàng ta là người đứng tuổi nhất. Lý do là bởi trước khi gặp thanh niên họ Vi, Tô Thuyên đã có một đời chồng. Người đó không ai khác chính là giáo chủ Thần Long Giáo Hồng An Thông. Lão vì mải mê luyện võ mà không màng tới người vợ ngày đêm khắc khoải chưa được nếm mùi dai, thành thử khi được trải nghiệm giây phút mặn nồng với Vi Tiểu Bảo mà quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng cùng anh Vi vào sinh ra tử. Chị đại của họ Vi tuy không xinh bằng A Kha, không ngoan bằng Song Nhi, nhưng cũng thuộc hàng sắc nước hương trời, được cái có chút khí phách, nên sáu chị em còn lại ít người dám ho he, thành thử hậu cung của Vi Tiểu Bảo cũng khá yên ổn. Nhiều khán giả khi xem cặp đôi Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong các phiên bản chuyển thể mà ngỡ rằng Tiểu Long Nữ ít tuổi hơn Dương Quá. Tuy nhiên trong tác phẩm của nhà văn Kim Dung thì sự thật lại trái ngược. Lúc bỏ gặp Tiểu Long Nữ, nàng đã 18 tuổi, có điều sống lâu trong nhà mộ, không có ánh nắng, nội công tu luyện lại theo con đường khắc chế tâm ý, nên trông trẻ hơn các thiếu nữ cùng trang lứa tới mấy tuổi. Chả thế mà trong đại hội võ lâm, ngay cả một tay bản lĩnh như Hoàng Dung cũng nghĩ rằng Tiểu Long Nữ ít tuổi hơn Dương Quá. Con đường võ làm phi công quả thực đầy gian nan và thử thách, chàng phải chờ tới 16 năm dài đằng đẵng để được thấy cái máy bay của mình. Thật may chuyện tình chị em kiêm sư đồ đã được Kim Dung tặng cho cái kết tốt đẹp, khi cả hai gặp được nhau và sống hạnh phúc trọn đời. Công Tôn Chỉ và Cầu Thiên Xích là cặp đôi phi công trẻ lái máy bay bà già, điển hình nhất trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Theo lời họ Cầu, thì Mụ và Cầu Thiên Nhẫn cãi nhau một trận thật to, thế rồi cả giận rời bỏ Đỉnh Thiết Trưởng, từ đấy không quay về nữa. Cầu Thiên Xích một mình buôn ba giang hồ, có một lần truy sát một tặc nhân, vô tình đến Tuyệt Tình Cốc này, từ đó phải lòng Công Tôn Chỉ và thành thân với y. Cầu Thiên Xích hơn chồng mấy tuổi, võ công cao cường, tính tình lại hay cục xúc, trong khi họ Công Tôn thời đấy ưa lãng mạn, chưa ngắm mưa chiều đón hoàng hôn, tôi đến đi dạo dưới những cây hoa sữa, thanh thử đôi bên có phần trái tính. Cầu Thiên Xích cung phụng chồng trẻ, truyền thụ hết toàn thân võ công, lại chăm lo chu đáo mọi việc từ quần áo đến cơm nước, không để lão phải vất vả chút nào. Chưa hết, Mụ còn dày công suy tính bổ túc cho võ học của Công Tôn Chỉ. Có một phen Tuyệt Tình Cốc bị cường địch tấn công, Mụ liều chết chống trả,
gắng sức đánh lui chúng nếu không Tuyệt Tình Cốc đã bị thiêu hủy rồi. Công cao hơn rời. Ấy thế mà khi Công Thiên Xích có bầu, Công Tôn Chỉ đã cặp ngay với một tỷ nữ có tên là Nhu Nhì, để rồi dẫn đến những câu chuyện đau lòng. Thế mới biết học lái máy bay cũng cực kỳ khó nhằn.